của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị, cứ lăn nhăn nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăn nhăn mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Cái người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mình lăn nhăn luôn hả? Không phải cho thì người nào cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không lăn nhăn, mình không có cần phải cấm. Rủ người ta lăn nhăn mà cứ để về luôn. Biết về nhà chùi sạch mép thì được. Dễ quá ta. Dễ thương quá Linh ha. Dễ thương quá này, nhiều người đàn ông thích lắm nè. Chào Minh Linh. Chào bạn. Chào chị Cát Tường. Chào quý vị khán giả. Bạn tên gì? Dạ em tên là Thành Công. Năm nay em 28 tuổi. Anh làm nghề gì? Em làm kế toán của công ty cây trồng thành phố Hồ Chí Minh. Kế toán tính kỹ lưỡng đó mà. Không, em làm thủ quỹ kim luôn kế toán kho. Và bây giờ mời bạn nữ của chúng ta bước ra sân khấu. Nha, xin chào chị Cát Tường. Xin chào anh Nguyễn Linh. Chào bạn. Rồi, bạn giới thiệu về mình đi. Dạ, em tên là Hà. Em là nhân viên ngân hàng, 27 tuổi. Nhân viên ngân hàng mà tướng ý như là người mẫu gì đó. Chị ganh tị quá trời luôn hả? Bên đây làm thủ kho, thủ quỹ luôn nha. Rồi mình có cái thế mạnh gì không? Em có thể hát được. Nấu ăn cũng nấu ăn được. Hát một đoạn cho nó khai thông họng mình. Ngồi nói chuyện cho nó hay. Hồi hộp quá. Không sao. Vỗ tay. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Đó là sở trường của mình, những cái điểm yếu của mình. Dạ, điểm yếu của em là em ít khi trang điểm, ít khi làm đẹp lắm. Em cứ hay để tự nhiên để mặc. Khi nào đám tiệc hay gì đó em trang điểm. Như là điệu. Em ít điệu lắm. Thì không biết bạn trai bên kia thích như thế nào thôi. Dạ em sao không được chị. Trang điểm thì cũng đẹp mà để bình thường cũng đẹp. Miễn đẹp là được rồi chị. Cái gì quề chất vậy? Bạn thấy bạn bên kia hát được không? Dạ được anh. Bạn có muốn hát ra đáp lại không? Vậy em làm câu thôi nha. Rồi câu. Cái bài bó tay chấm cơm. Ơi cô em dễ thương, hay cho biết tên cô em là chi, nhà em ở đâu, em bao nhiêu tuổi, có bạn trai chưa, ôi dễ. Bạn đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em trải qua được một mối tình. Mới có một thôi hả? Dạ. Thiệt không? Dạ thiệt, tại đường thường em đi làm về là cái em ăn vô, cái em mệt, cái em ngủ. Rồi phải khỏe thì đi chơi thể thao. Bây giờ chúng ta sẽ tìm một nửa của mình như thế nào? Một nửa thì bạn gái đó là tóc dài, da trắng, nhìn dễ thương. Cao ráo, cao trên 1m60. Được vậy được rồi anh? Vậy được rồi hả? Cao mét mấy? Dạ 65. Bên đây mét 65 lần đó. Dạ quá ok. Dương chuẩn luôn đó. Ở chừng bên kia lùn hơn á nha. Em 7 mấy lần chị. Quan điểm của bạn về tình yêu như thế nào? Dạ thì em đơn giản lắm chị, cứ lăn nhăn nhưng mà ra ngoài đường ăn xong phải chùi sạch mép thì được rồi. Lần đầu tiên tôi mới nghe. Tại vì em thấy rất là nhiều quá người chồng lăn nhăn mà cứ theo rình, theo ngăn, theo cản đâu có được đâu. Cái người phụ nữ nào dễ dàng thì tôi coi mặt sao dễ dữ vậy trời. Có mặt ai mình lăn nhăn luôn hả? Không phải cho thì người nào cái bản tính người ta vậy rồi thì người ta sẽ là vậy, mình cấm cũng không được. Nên là thương mình thật sự người ta sẽ không lăn nhăn, mình không có cần phải cấm. Rủ người ta lăn nhăn mà cứ để về luôn. Biết về nhà chùi sạch mép thì được. Dễ quá ta. Dễ thương quá Linh ha. Dễ thương quá này, nhiều người đàn ông thích lắm nè. Bạn có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. 2 mối tình chính và 4 năm mối tình phụ. Lần cuối cùng mình chia tay gần đây nhất là bao lâu? Dạ khoảng 2 năm. Bạn nam, bạn quan điểm thế nào về tình yêu? Sự chung thủy. Dạ tình yêu, yêu là phải cưới, yêu là phải thủy chung. Yêu là yêu chỉ một người thôi. Chắc không? Dạ chắc. Bạn có hay liếc ngang liếc dọc không? Dạ có. Tại vì mình ra đường mình thấy đẹp thì mình nhìn thôi chứ. Xong mình nói lại cho bạn kế bên, ồ đẹp quá. Vậy thôi. Dạ. Nhưng mà có lăng nhăng không? Dạ không. Em không có lăng nhăng. Đâu có sợ bên kia cho lăng nhăng mà. Nếu có thì cũng được, không sao. Lại người ta cho rồi. Ưu khuyết điểm của mình như thế nào? Cái ưu điểm của em là cao to, vui vẻ, hòa đồng,
Rồi khuyết điểm của em là nóng tính, rồi không biết nấu ăn. Có chiều vợ không? Dạ có chứ. Anh thích bạn gái, có một bạn gái của em là em thích nhõng nhẽo. Để mỗi lần mà bắt nạt xong cái bạn gái nhõng nhẽo em dỗ. Hai người này gu cũng rất là lạ nè. Bây giờ mình có cái mẫu bạn trai lý tưởng của mình như thế nào không? Rồi chị sẽ qua chị xem. Dạ thì đầu tiên là ngoại hình thì cao to. Cao. Có tập tạ. Còn thì đừng có nóng tánh. Tại vì em cũng nóng tánh, mà nó có nóng tánh chắc hư việc hết quá. Mà em có nhõng nhẽo không? Ừ, không có nhõng nhẽo mà. Ví dụ như hai đứa giận nhau, không biết ai sai ai đúng mà em muốn người ta năn nỉ. Vậy là nhõng nhẽo rồi đó cô. Rồi bây giờ điểm nào em không thích ở người bạn trai nè? Đừng có loại tóc dài mà cột lên, cột cao giống con gái. Giống con gái phải không? Cột cao. Mặc đồ đừng có lượm thởm quá, gọn gàng. Ngoại hình là vậy thôi, còn tính cách em tự tìm hiểu. Vậy để chị coi. Nãy em nói em cầm mét bảy mấy lên hả? Dạ. Có tập tạ. Dạ. Hát vừa vừa. Dạ. À, không có buộc tóc cao. Dạ. Là được chuẩn hết rồi. Có mũi cao không chị? Mũi cao luôn. Chà, vậy là đây đâu có cái điểm nào chê đâu ta. Thấy được hết rồi đó. Được rồi. Bây giờ mình hỏi coi có người thân không, rồi có ý kiến người thân thế nào? Dạ, em đi có mình nè. Mình hả? Dạ. Bạn gái có người thân theo không? Dạ có anh. Đâu, người thân của em đâu? Dạ, hôm nay mẹ em với em gái với là bạn của em, mẹ em. Dạ, chào cô. Chào các Phương. Dạ. Chào người Linh. Cô thấy bạn trai bên kia sao, cô xứng với con gái mình không cô? Không, riêng cá nhân tôi thì tùy con hả, con thương con chịu thì tôi đồng ý thôi. Dạ, chứ riêng bản thân con là con thấy xứng lắm rồi đó cô. Được lắm rồi đó cô. Để hai bên quyết định đi. Bây giờ ta kéo màn lên, để hai bên có cảm nhận về nhau thế nào. Ủa? Kéo màn. Cố gắng nha, thấy mối này được á. Mình có 2 phút bằng nhá. Dạ. 2 phút trò chuyện và quyết định. Chào em. Chào. Anh thấy em sao? Thấy em bình thường. Anh có mét 70 hả? 78 lần em. Sao thấy lùn quá vậy? Hai người đứng lên đo đi. Đứng lên coi xứng đôi không? Đứng lên, đứng lên. Quá cao vậy? Được rồi, quá xứng rồi. Anh làm lương tháng nhiêu? Hả? Anh làm lương tháng nhiêu? Lương hả? Lương đủ nuôi vợ không? Anh làm lương nhà nước tháng được 5 triệu. Đủ nuôi vợ không? Thì nuôi vợ thì chuyện đó bình thường thôi. Anh là nông nhi em phải nuôi. Anh nhịn đói cho em ăn cũng được mà. Nếu em không đi làm thì sao? Mẹ anh lo. Anh cưới em hay mẹ cưới? Anh cưới nhưng mà cái gì mẹ anh phụ. Thích cái này rồi đó nha. Mẹ anh chịu em không phụ? Anh không biết, để về anh hỏi mẹ ra. Ví dụ mẹ không chịu thì sao? Thì mẹ em cũng dễ lắm anh. Nói chung là mẹ cũng hối em lấy vợ rồi. Thì chắc đó là do em thôi. Nếu như mà em chịu thì em nghĩ mẹ em chắc cũng chịu. Nhưng mà em có chịu không hả trước đó hả? Dạ chịu. Em có chịu anh không? Để em hỏi mẹ em cái. Em hỏi đi. Dạ không, em thuyết phục đi. Thuyết phục với bác nói sao đi. Nói sao cho em gái về nói đi. Dạ chào bác, chào em. Thì anh sẽ cố gắng làm cho người ấy tin tưởng. Và hãy chọn con. Không chu được chưa? Chưa. Tấn công đi, tấn công đi. Thuyết phục bạn gái đi. Thuyết phục sao anh? Hả? Em là chị chịu đi cái gì em cũng chịu chứ á. Về làm ô xin cho em cũng được, nói đi, ví dụ vậy đó. Em chịu đi rồi anh sẽ chịu em. Chịu cái gì? Thì em muốn gì anh chịu cái đó. Nhớ có anh người lên cho chị Cát Tường hứa là em muốn gì anh chịu đó. Có khán giả đó mà. Bây giờ cầu hôn đi. Giờ quỳ xuống cầu hôn nói gì đi. Thôi kỳ lắm. Không, không đâu, đâu kỳ đâu. Chịu, anh mà chịu làm tới luôn á. Không. Không thì đứng kế bên nói đi, đứng kế bên nói đi cho nó thuyết phục hơn. Đứng sát bên luôn. Đứng sát bên nói gì đó. Nói đi. Em à. Lát nữa bấm chuông vậy. Dạ. Ta
bạn cảm nhận của bạn gái về bạn nam mình như thế nào? Dạ anh rất là vui, dễ thương, thật thà. Không biết sau này có vậy không? Lúc nào anh cũng vậy hết á. Mà cái vui thì thấy rất là chân thành nữa đó. Dạ. Bấm chuông vậy. Bấm chuông vậy không? Bấm chuông. Thôi hết giờ rồi, bấm chuông đi. Đuối rồi đó. Đếm cho anh lên. À? 3 2 1 Hết thời gian. Anh thấy cặp này được á, dễ thương á. Anh thích tiếp cô gái hỏi là anh làm lương tháng nhiêu á. Tôi nói rõ ràng lắm. Mình nắm tay nhau giúp cho bạn trai rung đi. Đủ bản lĩnh, đủ kinh phí để lo cho vợ mình đúng không? Hay nhất là anh lo không được mẹ anh lo làm với đầu vậy. Thiệt, sắp xỉu thiệt luôn á. Tại anh không thấy em gì, bữa nay em nhìn thấy nắm rồi. Nắm tay đi, nắm tay con xỉu không? Nắm tay cái nhìn đỡ cho bạn, đỡ rung nha. Bạn bạn cặp bé trên phim ha. Rất là dễ thương. Vậy thì xin cảm ơn. Sao mà rung quá vậy? Nhìn mình nhìn thẳng vào mặt bạn gái trước đi. Ok. Hôn nha. Tôi không cho. Không cho. Năn nỉ. Năn nỉ. Năn nỉ mà không ý hôn cái coi. Phải nhầm sao anh ơi. Hôn nha. Hôn thiệt á. Làm gì? Đây là phần quà dành cho hai bạn. Nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Chúc hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc cho mình. Rung quá mà giờ dẫn ra đi coi phim sao làm sao bạn hết rung đi nha. Làm gì hậu xỉu nữa rồi đi. Thế mẹ thế mét vậy? Rồi nắm tay nhau đi xong. Quà tặng hai người chứ không phải tặng một mình đâu mà. Em giữ vô. Rất là vui khi mà mình thấy họ nắm tay nhau, họ dâng trào cảm xúc hạnh phúc. Thì những người làm chương trình giống như Tường với Huyền Linh cực kỳ là vui sướng và cảm thấy hạnh phúc trong người luôn thưa quý vị. Hồng Vân và Huyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta đang đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được dựa theo format của kênh truyền hình Kansai TV Nhật Bản. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam, Toshiba đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin mời quý vị, chúng ta hãy gặp gỡ cặp đôi đầu tiên. Detox không khí từ trong ra ngoài. Dạ, em có 2 mối tình. Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. Lúc đó thì bạn đó học xong rồi muốn về Tây Nguyên lập gia đình nên đã chia tay. Còn mối tình gần đây thì không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên anh cao một tí. Anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện chí. Thiện chí hay là thiện cảm? Thiện cảm. Thiện chí khác thiện cảm hết nha. Dạ. Vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ và biết tôn trọng. Mời nhà trai. Rồi, mời em trai. Rồi, xin mời nhà gái. Anh để đây. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ, em xin chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và quý vị khán giả trong trường quay. Xin chào bạn nữ bên kia. Em tên là Đoàn Anh Khánh. Năm nay em 30 tuổi. Em đến từ Đồng Nai và hiện giờ đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Khánh làm gì Bình Dương Khánh? Dạ, thông dịch viên tiếng Nhật ạ. Mời nhà gái. Dạ, con chào cô Hồng Vân. Con chào chú Quyền Linh. Em chào anh Nam kế bên. Con tên là Phạm Huỳnh Mai Hồng. Năm nay con 29 tuổi. Hiện tại là con đang làm việc tại công ty định cư nước ngoài, làm việc ở quận Nhất. Và con đang sinh sống tại Củ Chi. Sống ở Củ Chi mà làm việc ở quận Nhất, làm hồ sơ cho người ta đi xuất ngoại. Dạ. Rồi, con sẵn đây là con nói luôn về cái ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ.
Con xin nói về ưu điểm của con. Con là người sống rất là lạc quan. Khuyết điểm là tính con là hơi thẳng thắn, có khi người kế bên hơi mất lòng, với lại cũng hơi gọi là mù đường á cô. Tại vì con đi làm á là sáng con đi bằng xe buýt, chiều thì có ba con rước con về, cũng gần chục năm rồi. Trời ơi, bây giờ ba vẫn rước vậy đó. Dạ. 29 tuổi mà ba vẫn đón luôn. Dạ. Yên tâm, mai mốt có chàng trai này 30 tuổi đón. Chàng trai làm sao? Ưu điểm khuyết điểm là gì? Dạ, ưu điểm của em là không hút thuốc, không biết nhậu nhẹt, biết nấu ăn và cũng thích giúp đỡ mọi người nữa. Còn khuyết điểm thì em dễ tin người và nói chuyện không được khéo léo cho lắm. Mình có mấy mối tình rồi? Dạ, em có 2 mối tình ạ. Mối tình dài nhất là khoảng 2 năm. Lúc đó thì bạn đó học xong rồi muốn về Tây Nguyên lập gia đình nên đã chia tay. Còn mối tình gần đây thì không có thống nhất được cái quan điểm và ý kiến nên... Rồi, còn con sao? Chắc con chưa có mối tình nào quá. Dạ chưa. Biết ngay mà. Dạ. Vì ba đưa đó hoài rồi làm sao mà có mối tình nào được. Rồi lên đăng ký chương trình này là ai đăng ký cho con? Dạ Út con đăng ký. Nhưng mà lúc báo với ba mẹ thì ba mẹ có phản ứng gì không? Ba mẹ con rất mừng. Để ba khỏi đón nữa đó con ơi. Sợ ba cưng quá rồi, ba chưa có muốn cho con đi lấy chồng. Để tôi qua để coi nhà gái coi sao nha. Giống con như chào chú. 29 tuổi đưa đón suốt vậy đó. Dạ đúng rồi. Giờ con có muốn thay đổi người đưa đón không? Dạ có, tại vì ba con cũng sắp nghỉ hưu rồi. Tháng 9 ba con nghỉ hưu. Nghỉ về để đi chơi, đưa mẹ con đi chơi chứ không lẽ đưa con hoài suốt cuộc đời đúng không? Dạ. Không, giờ con muốn tìm người yêu thế nào nè? Dạ, người yêu thì anh cao một tí. Dạ. Con mét nhiêu? Con có 1m51 à. Rồi ngon. Nhưng mà con... cao hơn con. Dạ. Ví dụ như là anh cao được 1m7 chẳng hạn. 1m7 cũng không tới. Nhưng mà cao hơn 1m51 được rồi. Dạ, dạ, dạ. Anh nhìn vào thì thấy cái mặt là thiện chí. Thiện chí hay là thiện cảm? Thiện cảm. Thiện chí khác thiện cảm khác nha. Dạ. Vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ và biết tôn trọng. Từ nhỏ lớn con có idol ai không? Thần tượng đầu tiên là ba con. Như vậy có nghĩa là chỉ cần giống anh ba con, giống ba con là con duyệt rồi đúng không? Nhưng mà bụng đừng to to. Con trẻ dễ gì ba vậy? Cái người bụng to mới chở người con tới 29 tuổi đó con. Ta lớn tuổi ta phải thay đổi chứ. Người bụng nhỏ không chở con tới 29 tuổi đâu. Đúng không anh? Nó đòi hỏi mình nhiều cái thiệt á, mình khó nói ghê luôn á. To ta tốt á. Mày có bụng to không? Đừng có uống rượu bia hút thuốc. Rồi, không rượu bia, không hút thuốc. Bên được. Đây là người ta không hút thuốc rồi nè, đúng không? Dạ. Rồi, đây hỏi bên nhà trai chút xíu này. Chào cưng. Sao nè, bây giờ cưng tưởng tượng cái bạn bên đây sao? Dạ. Chị là chị cưng dữ lắm rồi đó. Không biết em sao đó, cái cảm nhận của em sao? Nghe giọng cũng dễ thương vậy. Nó giống như cúp bé Nhật vậy đó em. Dạ. Dễ thương mà. Dễ thương lắm. Dạ. Rất là năng động luôn á. Những cái yêu cầu của bạn đưa ra thì em thấy mình có bao nhiêu phần trăm trong đó? Dạ khoảng 70-80% ạ. Yên tâm, bụng không có bự một miếng nào luôn. Dạ cảm ơn cô. Em có cái yêu cầu gì về nhân dáng của bạn gái mình không? Thì ngoại hình cũng nhìn tương đối dễ thương mà tính cách thì cũng hòa đồng vui vẻ ra được. Em không thích cái điều gì ở người phụ nữ? Nóng tính, không được ở dơ. Không được ở dơ. Gái ai ở dơ, trời ơi. Mình gọn gàng sạch sẽ đúng không? Nhìn con gọn gàng sạch sẽ. Con gái nè, bây giờ mình hỏi ý kiến ba coi ba thấy sao được không nha. Đúng rồi, đó. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi mời đại diện nhà gái. Xin chào MC Quyền Linh và MC Hồng Vân. Dạ, chào anh ạ. Và tất cả các khán giả trong trường quay. Tôi thì ba của Phạm Quỳnh Mai Hồng đến từ Củ Chi. Đến đây chương trình này cũng quá hay đi. Tôi thấy bạn trai thì cũng quá dễ thương. Nhưng mà chú muốn sang tài sớm tốt không? Càng sớm càng tốt. cũng nản rồi. Lâu quá lâu rồi. Quá lâu rồi. Làm tài tới 29 tuổi rồi trời ơi. Cảm ơn chú. Rồi, cảm ơn chú. Rồi bên đây là mình đi với ai nè? Dạ, em đi với mẹ của em. Mẹ dạ, có ý kiến đi mẹ. Cô thấy hai đứa nó đẹp đôi, cô chỉ muốn là trở nên bạn em chồng. Yeah. Mẹ thấy bạn này dễ thương không? Rất là dễ thương. Thấy lanh lẹ, mẹ cũng hiền lành nữa. Dạ. Dạ, cô thì cô rất thích luôn á. Chỉ mong cho hai đứa nó thích nhau là tiến tới gia đình luôn. Rồi, chị vui quá rồi, mở rào thôi. Cảm ơn cô. Rồi, mở rào. Đó, đây cái mình cười tỏa nắng liền nha con nha. Dạ, dạ.
Em có món quà tặng cho anh. Anh cũng có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh ạ. Anh tặng em cuốn sách nè. Cuốn sách Tony buổi sáng nói về cái cuộc sống của những bạn trẻ để học tập và du học khắp nơi. Dạ. Rất là có ý nghĩa. Dạ. Rồi, hy vọng là em sẽ thích. Rồi giờ con nói cho anh nghe cái ý nghĩa món quà của con đi. Dạ. Anh đầu tiên là em gửi tặng anh cái bức tranh là em tự vẽ. Dạ. Thể hiện này là em, còn này là anh thì em cũng không có biết mặt của anh nên thành ra là giống như là đeo cái mặt nạ đó. Đây là cuốn nhật ký. Thì trong đây là có vài dòng chữ thì anh có thể mình đọc lên được không? Em chào anh, người bạn dễ thương kế bên. Em muốn gửi tới anh một đoạn ý nghĩa về gia đình mà em đã đọc qua và tâm đắc ạ. Không có gì là hoàn hảo cả. Gia đình cũng vậy, ngoài niềm vui, hạnh phúc còn có những cãi vã, giận hờn. Nhưng chính những điều đó mới làm gia đình hoàn thiện hơn. Cãi vã để hiểu nhau hơn và giận nhau để yêu thương nhiều hơn. Mỗi người là một cá thể riêng không thể áp đặt cho nhau được. Nhưng khi mỗi người hòa hợp và nhường nhịn nhau một chút thì sẽ làm cho gia đình mình càng đầm ấm. Nhà không cần quá lớn, miễn là trong đó có đủ tình yêu thương. Rồi, đưa đồ đi tôi giữ cho. Hai người nói chuyện đi. Quan điểm sống về tình yêu là bạn này bạn đã nói rồi. Em có thấy là cộng hưởng với mình hay không? Dạ, em thấy nội dung của bạn ghi cũng rất là thực tế và hợp lý. Không biết là anh nhìn thấy em thì anh có nhận xét như thế nào ạ? Giống như chị Hồng Vân nói, rất là dễ thương, giống như búp bê. Hỏi em có muốn anh thay tài với ba em không? Điều đó thì em nghĩ như thế nào? Không biết là anh có thấy xa nếu mà chúng ta hẹn hò chẳng hạn. Tại nhà em ở Củ Chi á. Hẹn hò thì anh nghĩ cũng không xa lắm. Em thấy ở quận 12 á, thì có cái rạp chiếu phim, không biết anh biết chỗ đó mà. Ở đường quốc lộ 22 luôn á. Cầu An Sương mình đi qua một chút. À, giờ cũng sắp sát bên Củ Chi rồi. Chắc nó gần dưới giữa chỗ em và chỗ anh. Thì đó là có thể là em cũng đi xe buýt xuống dưới, em hẹn hò anh. Tôi đón chi, xe buýt, xe chi, người ta lên, ta đón. Trời ơi. Tại vì con cũng sợ anh đi xa nên thành ra... Sao thành một cái nếp rồi, buổi sáng ba đi xe buýt đi làm, tối ba mới rước. Thì bây giờ là đến xe buýt, đến chỗ hẹn rồi, ảnh đưa gì à? Tức là biết nghĩ cho người khác. Em cũng đi xe buýt luôn. Bạn ấy đi xe buýt lên đó, xong hẹn hò xem phim, xong em đi xe buýt cùng bạn đó đưa về tới nhà, xong lên xe buýt về cùng 12. Được chưa? Rồi. Bây giờ mình nói chuyện tình cảm chút xíu đi ha. Mình nói chuyện gì đó, hôn nhân gia đình trước đi. Sau khi hẹn hò rồi tính tình, nếu mà hợp nhau thì chuyện hôn nhân thì anh tính khi nào thì hợp? Hiện tại thì có thể là trong khoảng thời gian là tầm 1 năm á. Anh cũng nghĩ khoảng thời gian đó là hợp lý để anh và em cùng tìm hiểu. Dạ. Rồi bây giờ bạn Nam bước tới nói một câu gì đó cảm xúc về phụ nữ đối diện mình, hai người nắm tay nhau đi. Dạ. Đó, nhìn thẳng vào mắt nhau thì hy vọng là em sẽ cho anh cơ hội để mình có thể tìm hiểu. Nói câu khác, hồi nãy anh kia cũng nói câu đó mà không bấm đó. Giờ mình khẳng định luôn đi đó, chút là anh bấm đó, em có bấm không, coi trả lời sao. Anh thì chắc chắn bấm mà, còn em thì làm như cầm tài lắm, cảm ơn. Dạ, dạ, luôn. Bấm rồi sao? Trời, bây giờ hát đi, vui quá, hát bài đi. Anh xin hát một bài. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em mỗi ngày. Khi màn đêm tựa buông xuống, anh sẽ ru em giấc ngủ ngon. Anh sẽ như là cơn gió làm em băng hết bao buồn phiền. Sẽ là... Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Thôi, mình hát luôn con. Dạ, bài hát của con thì nó hơi lạc đề, nhưng mà nó cũng là tạo động lực. Là bài Niềm Tin Chiến Thắng của ca sĩ Mỹ Tâm mà em rất là thích. Niềm Tin Chiến Thắng. Đúng chủ đề luôn á, đúng chủ đề hôm nay luôn á. Là niềm vui chiến thắng đó. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến bên bờ vui. Niềm tin chiến thắng nói con tim yêu thương mọi người. Niềm tin chiến thắng sẽ đưa ta đến giữa cuộc đời. Niềm tin chiến thắng luôn mãi trong tim mọi chúng ta. Rồi, hay quá. Quá dễ ghế thương ngồi. Rồi, quá dễ thương rồi. Để ghế ngồi các thôi bạn. Về đây. Detox không khí từ trong ra ngoài. Bây giờ chúng ta có nói chuyện khá lâu. Một cô gái
đầy năng động. Dạ. Một cô gái có thể nói là khi gặp cô ấy chúng ta có nhiều năng lượng hơn nữa. Một chàng trai hiền lành, chất phác, ít nói, nhưng trong sâu thẳm là một chàng trai cũng khá tốt. Hai bạn đang có công việc rất là ổn định. Vấn đề là nếu ta hợp lại với nhau, tôi nghĩ rằng các bạn sẽ làm nên một chiến thắng vang dội trong tình yêu của mình. Giống như bài hát bạn gái vừa mới hát vậy. Dạ, dạ, cảm ơn chú. Hãy cho nhau một cơ hội, theo anh là như vậy. Đây là một cặp đôi có thể nói hợp lý nha, rất là hợp lý. Hai gia đình cũng đã góp ý rồi. Hãy cùng đi trên chuyến xe buýt tình yêu ấy. Dạ. Yeah. Đó, thấy chưa hay không? Nhịp tim tôi không cần đếm luôn, nó bấm được cùng rồi. Lúc luôn á. Ghê thiệt. Nào, hãy nắm tay nhau. Xin phép bác là bắt đầu từ hôm nay bác chuyển tài ha. Dạ, con từ nay sẽ xin phép bác được hẹn hò, tìm hiểu với lại bạn bên đây. Và con hứa là sẽ yêu thương và quan tâm cô ấy. Bạn tên gì nhớ? Anh có nhớ tên em không? Tên Hồng. Rồi. Chúc mừng ba nha. Dạ. Trời ơi, ba hôm nay là khỏe luôn rồi. Nào, em gái nói gì bác gái đi. Dạ, con chào bác. Sắp tới con và anh sẽ sắp xếp thời gian để mình có thể tìm hiểu nhau kỹ hơn. Nếu mà hợp nhau thì sẽ tiến tới xa hơn là hôn nhân ạ. Xin bác bạn gái anh cái đi. Dạ, anh xin phép được trao yêu thương cho bạn nữ. Trao yêu thương. Trời ơi, nói ngôn từ rất là gọi là lãng mạn ấy. Anh xin phép. Hít hết bụi phấn vào. Dạ. Ừ, đó. Cảm giác sao em gái? Dạ thấy dạ vui ạ. Còn anh trai thấy sao? Dạ sướng. Một người vui, một người sướng. Rồi, đây là những phần quà dành cho các bạn. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà từ nhãn hàng thép Vinakioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Carrer. Vanessa Carrer là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20S2, mặt kính hơi gần đứt, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Rồi, chúc hai đứa hạnh phúc. Đây rồi. Bây giờ gặp gỡ cặp đôi thứ nhì đi ạ. Mời quý vị đến cặp đôi thứ hai. Còn có chính thức là hai mối tình. Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm rồi. Lý do chia tay? Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn, nhưng mà đối với con thì con muốn nhiều hơn một chút nữa. À, dạ. Rồi. Chính thức thì con có một mối tình từ hồi cấp 3 chú. Lâu nó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên. Xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Mời nhà trai. Rồi, chào anh trai. Rồi, xin mời nhà gái. Hôm nay là hai bạn có mặt nơi đây chỉ cách cái hàng rào thôi. Mình cùng nhau trò chuyện, trao đổi và nghe ý kiến của người thân. Giới thiệu về mình đi. Dạ, trước tiên thì con xin chào chú Quyền Linh, cô Hồng Vân và bạn nữ khách mời. Con tên là Lê Thiện Tâm, năm nay 28 tuổi. Con hiện tại con đang làm việc cho một công ty chuyên về xử lý nước và cung cấp thiết bị lọc nước cho gia đình, nhà xưởng. Làm ở đâu? Dạ, con làm ở Đồng Nai. Dạ, quê con ở Long An. Rồi, mời bạn gái. Dạ, con xin chào cô Hồng Vân. Con xin chào chú Quyền Linh. Em chào bạn kế bên và chào toàn thể quý vị khán giả. Em tên là Trần Cẩm Thuyên, năm nay em 28 tuổi. Con hiện là nhân viên văn phòng và con đang công tác tại Bệnh viện Truyền máu Huyết học. Là quận 5 đúng không? Dạ đúng rồi ạ. Đường Hồng Dương đúng không? Dạ đường Hồng Vàng ạ. Quên. Mình nói cho đàn gái biết là những ưu khuyết điểm của mình đi. Dạ khuyết điểm thì có lẽ con hay quạo. Mắc mớ gì quạo?
Mấy bạn nhận xét con là khó tính mà con thấy cũng không khó lắm. Tự nhiên quạo hả? Không có tự nhiên, khi mà ai làm cái gì đó mà không có vừa ý hay là cái gì đó thì mới quạo. Dạ đúng rồi. Chú không ai làm gì chú cũng tự quạo. Dạ. Đôi khi đói quá quạo. Đúng rồi. Con có hút thuốc. Nhiều không? Ít hả chú? Còn gì nữa? Nhớ tới đó rồi. Nhớ tới đó rồi. Rồi. Điểm mạnh là gì? Điểm mạnh thì con tự nhận xét con là người có chí cầu tiến. Dạ, tâm lý biết quan tâm người khác. Tốt. Dạ. Rồi, con nói về mình đi. Dạ, điểm mạnh của con là vui vẻ, hòa đồng. Con kiểm soát cảm xúc tốt. Ví dụ như là nóng giận hay gì đó thì lúc đó con có thể là kiềm chế được cảm xúc mình. Ngoài ra thì con là người là dung hòa giữa truyền thống và hiện đại. Những cái gì mà hay về truyền thống thì con sẽ lưu giữ, con thích như vậy. Ví dụ như là Tết hay gì đó, những dịp đặc biệt thì con thích mặc áo dài. Dạ. Con vừa là người mà cập nhật mà cũng vừa là người gìn giữ đúng không? Rồi. Khuyết điểm của con là khó bắt chuyện với lại người khác. Ngày sinh hoạt bình thường á thì con hay đi trễ xíu, nếu mà cuộc hẹn này con hay đi trễ xíu. Có giờ dây thun chút đỉnh ha. Dạ, rồi không sao. Dạ. Con có mấy mối tình rồi? Dạ con có chính thức là 2 mối tình. Dạ. Cái mối tình mà dài nhất là được mấy năm? Mối tình dài nhất là chắc là khoảng 2 năm. Lý do chia tay? Con muốn có sự ổn định và cả hai luôn. Xây dựng gia đình thì cần nền tảng là nghề nghiệp ổn định, nhà cửa ổn định. Nhưng mà thì bạn đó thì chưa có đủ cái yêu cầu đó. Cũng ổn nhưng mà đối với con thì con chưa muốn ổn. Con muốn nhiều hơn một chút nữa. Rồi hiểu rồi. Rồi còn được tình duyên của nhà trai thì sao? Chính thức thì con có một mối tình từ thời cấp 3 chú. Cũng đâu nó 8 năm. Nhưng mà tại sao mình lại chia tay? Bạn nữ trước đây bạn con là làm giáo viên. Xong sau đó là chuyển sang một cái môi trường làm việc khác thì cũng ít thời gian quan tâm hơn, nên là hai bên nhạt dần rồi chia tay. Sắp tới thì chúng ta bước đến một mối tình mới, chúng ta cần sự quan tâm nhiều hơn nữa. Đó là những cái thiếu sót mà cần bổ sung vào. Bây giờ thì con muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào? Dạ. Chào con. Dạ. Ngoại hình thì chiều cao thì cũng tầm khoảng trên 1m6 là được. Dư sức. Sao chú biết? Chú biết, chú nghe hơi gió, chú biết. Nãy đi gió nó cản á. Gió nó cản nhiều lắm, không biết. Cân nặng thì cũng cân đối thôi. Cũng cái gì cũng vừa phải, đừng có cao ít có mập lắm con, đừng lo. Cái gì cũng vừa phải, đừng có to quá, đừng có nhỏ quá, không có gì. Theo cái tình hình bên đây thì cái sự đòi hỏi của bạn gái tương đối là cao. Con đã chuẩn bị gì cho cái cuộc sống gia đình chưa? Có nhà chưa? Hay là như thế nào? Trước tiên thì công việc của con cũng có thể gọi là tạm thời ổn định rồi. Nhưng mà nhà cửa thì đang trong quá trình tích lũy. 28 tuổi tôi còn chưa có xe máy đi nữa đó. 29 tôi bắt đầu mới có xe đạp. Cái chuyện 30 là... bắt đầu xe máy. 31 xe ô tô. Tùy theo à? Bên tôi là vô chừng. Chưa gì đòi hỏi, hỏi có nhà, xe hơi chưa. Cái việc là chưa? Tùy theo đối tượng. Ví dụ như là tôi muốn hỏi, tôi hỏi. Còn không kiện mà. Ông sinh ra lớn lên có xe, có nhà hết. Ủa mắc cười quá. Phấn đấu ta có, nhiều khi có vợ rồi từ từ ta có. 20 tuổi ông có cái xe máy. Nãy nói đó 29 xe đã, chưa có xe, 30 bắt đầu đi xe đạp. Thành ra là cái chuyện xe là chuyện không quan trọng, nhà không quan trọng, quan trọng là yêu nhau. Ăn thua cái người đó có phấn đấu hay không? Ví dụ như hai mươi con. Dạ. Bây giờ chỉ còn vấn đề duy nhất á, là nhà con thì ở thành phố. Dạ. Bạn ở Nhân Trạch, Đồng Nai, con tính sao? Con mong là bạn đó có ý chí, cố gắng. Bạn này có là thấy cái cũng... định hướng tương lai cho sau này. Đó, thì dạ. Chút xíu con hỏi nha. Anh có định hướng không? Anh tính là bằng chú Quyền Linh là có xe hơi chưa? Hay là chú Quyền Linh 31 mới có xe hơi? Còn anh 29 anh có xe hơi cho tôi. Tức là năm sau đó con, hiểu không? Làm gì nhanh vậy? Ủa chứ sao? Làm mà mối khó vậy? Khó chứ sao? Từ từ mới có chứ. Tùy tôi. Ủa tôi đẹp tôi có quyền. Trời ơi. Ủa bên gia đình tôi đẹp tôi có quyền đúng không con? Trời ơi, cái câu này câu cửa miệng của tất cả mọi người mà. Tôi mở rào tôi đi về luôn à. Thử đi, ông bước qua sát tôi ông đi về. Nào mà mối khó cho tôi coi mắt nhà gái xíu coi. Con cười nụ cười tỏa nắng dạ, cho con. Dạ, con chào chú Quyền Linh. Rồi, chào con gái xinh đẹp ha. Dạ. Rất là dễ thương, cao rồi nha. Một người vừa biết bảo tồn, vừa biết cập nhật. Con muốn tìm người yêu thế nào? Vẻ bề ngoại thì con thích là bạn trai cao trên 1m7. Mặt mũi cũng sáng láng xíu. Sáng luôn. Cũng nụ cười tỏa nắng xíu. Tỏa luôn. Nhưng lúc mưa nó không có tỏa nổi thôi. Body thì con thích là bạn chơi thể thao. Tại con thích không cần phải 6 múi đâu, nhưng mà con thích là người chơi thể thao. Không người... cần chơi thể thao, nhìn thôi chắc chắn luôn. Con mong là bạn đó cũng có công việc ổn định. Như là con là có rồi đó. Dạ, bạn có định hướng cho tương lai sau này của cả hai. Cố gắng thì sống ở thành phố Hồ Chí Minh thì càng tốt.
bôi hết mà làm lại từ đầu là rất lâu, bởi vì con hiểu không? Đó, cho nên có những cái là mình phải sẻ chia, mình phải thông cảm, mình phải đối diện với nó và từ từ mình sẽ giải quyết để làm sao để nó tốt nhất cho hai đứa thôi. Dạ. Đúng không? Ok, bây giờ mình hỏi ý kiến người thân đi. Đúng rồi. Bên này đi với ai vậy? Dạ con đi với sếp với bạn đồng nghiệp. Con sếp. Sếp với người Hàn Quốc quá vậy? Ồ, tôi là người Đài Loan. À dạ, anh có hiểu không? Nãy giờ anh có hiểu không? Hiểu chút chút thôi. Tâm là người hiền. Hiền. Là làm việc cũng cố gắng nhiều hơn. Thank you sếp nha. Em nói tiếp về Tâm một chút xíu để cho bạn gái yên tâm về. Dạ. Về anh Tâm thì em thấy ảnh là một người có như là cầu tiến, cái gì anh cũng có thể làm được. Anh ơi, chị hôm nay thì em không có ý kiến gì, dễ thương lắm. Dễ thương lắm hả? Dạ. Sếp thấy hôm nay phèo len không? Đẹp. Đẹp hả? Phèo len à? Đẹp. Ừ, quá trời đẹp luôn. Dễ thương. Nhà gái đi với ai? Dạ, con đi với lại ba mẹ và bản thân của con. À, có ba mẹ đây là anh Tâm rồi. Xin mến chào hai MC dễ thương, xinh đẹp. Thế thì về nhận xét về con tôi thì coi như cháu nó cũng vui vẻ, hiền lành, chăm chỉ, cũng rất là có hiếu với cha mẹ. Rồi còn ba thấy rồi, bạn này coi sao? Như còn cháu Tâm này thì bác thấy thì cháu cũng cao giáo, khá đẹp trai. Nói chung là công ăn việc làm thì cũng ổn định, cũng khỏe mạnh, đúng không? Thì coi như là có cái thì cái khoảng cách thì nó cũng hơi xa một tí, đúng không? Về cái chuyện mà hút thuốc thì cố gắng bỏ được càng tốt. Về các mặt như cháu giới thiệu thì coi như bác cũng có cảm tình. Con và cháu tới đây thì cũng là cái cơ hội, cái duyên gặp gỡ nhau như thế này. Nên cho nhau cái cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn, rõ hơn. Xin chúc mọi người sức khỏe và vạn sự như ý. Dạ, cảm ơn chú. Như vậy là tốt rồi. Mình mở rào thôi ha. Mở rào. Dạ, chào em. Dạ, anh chào anh. Em có món quà cũng tặng anh. Dạ. Nó rối tới chiều luôn, không biết trao quà sao dạ. Luôn đó. Ừ. Dạ, em cảm ơn anh. Còn đây là cây bút. Dạ. Anh hy vọng là sau này mình có thể dùng cây bút này để đi lên phường ký cái tên. Em cũng có món quà tặng anh, đây là cái cây kim tiền. Ừ. Thì anh để ở nơi làm việc của anh hay là ở chỗ mà anh đang ở. Ừ. Để cho thoải mái. Dạ, cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Anh có cảm nhận gì về em? Cảm nhận đầu tiên thì em rất là xinh, cao ráo. Dạ. Hồi nãy em nói là em làm trong bệnh viện truyền máu huyết học, em làm ở khoa nào? Em làm nhân viên văn phòng, em đang công tác tại phòng vật tư trên thiết bị. Em có thấy mấy cái máy nước uống trong đó không? Mấy máy nước uống trong đó anh bán á, bên anh bán á. À, là anh chuyên cung cấp cái máy nước uống. Đúng là rồi. Cho mọi nơi luôn đúng không? Đúng rồi, bệnh viện, trường học nữa. Anh là kỹ thuật viên luôn đúng không ạ? Đúng hay rồi. Là dạ. Tính cách của anh là anh nói là hồi nãy anh hơi nóng tính hả? Thỉnh thoảng hay quạo thôi chứ không nóng lắm. Quạo đúng lý do không ạ? Hay là đúng, phải đúng lý do mới quạo được. Quạo không phải là đập phá hay im lặng luôn. À, lúc mà không vừa ý cái gì là im lặng luôn, không nói chuyện nữa. Dạ. Con thấy chú Quyền Linh tuyệt vời không? Dạ, quá tuyệt vời. Quá tuyệt vời đúng không? Vậy đó mà chú Quyền Linh là không ai chọc ông cũng quạo nữa. Con đừng lo, cái quạo nó không có lại gì hết trơn. Ừ. Chú đói cho quạo. Thấy ai ăn không mời chú cũng quạo. Em có thích đi du lịch không? Dạ, sở thích của em là đi du lịch, đi ăn uống. Nói chung là có thời gian thì em lúc nào em cũng thích đi hết. À, dạ. Nhưng mà thời gian của em có nhiều không? Cuối tuần thì em có thể dành thời gian nhiều hơn là cho gia đình, bạn bè gì đó. À, còn anh thì sao ạ? Anh thì cũng dễ lắm, có yêu cầu là đi thôi. Có quen nhau thì anh định hướng như thế nào cho cuộc sống sau này của cả hai? Sống hả? Nếu mà cuộc sống thì chỗ nào thuận tiện thì mình ở thôi. Anh cũng mong muốn là ở thành phố Hồ Chí Minh không ạ? Ở đâu cũng được, miễn là nơi đó là nơi phát triển. À, dạ. Em cảm thấy là anh đạt được bao nhiêu phần trăm yêu cầu của em? Về ngoại hình thì em cũng thấy là cũng ổn mà. Quan trọng đối với em là tính cách và cái sự ổn định sau này. Hai đứa đã giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái cái nào. Hát tặng một bài hát nào đó để mình trao nhau cảm xúc ban đầu để xem điện trong người nó có chạy vòng vòng hay không. Điện con nhỏ chạy luôn rồi chú ơi. Điện chạy hả? Chạy luôn rồi. Tắm hai tay nhìn vào mắt nhau. Tay lạnh hết. Tắm hai tay luôn. Đang rung.
nắm hai tay đừng có ngại đó. Đúng rồi, chúng ta đang hỗ trợ về trao nhau những cảm xúc ban đầu. Có hát tặng Thuyên bài gì đi? Anh thì anh hát hơi dở, nhưng mà anh cũng có một chuẩn bị một bài, nhưng mà hy vọng là sau khi anh hát xong em vẫn còn đứng đây. Đêm nay anh nhớ em, anh ngước lên hỏi sao trên trời, sao lung linh sáng tươi, hình bóng em trong tim anh đó. Ta trao nhau tiếng yêu, nguyện mãi yêu mỗi em trong đời. Xa xăm trong giấc mơ, người dấu yêu có mơ về anh. Có, người dấu yêu có mơ về anh rồi con. Mỗi đứa có 30 giây để nói một câu nào đó, chúng ta tiến hành bấm nút. Hãy nói bằng cả trái tim của mình nha. Phải nói. Chắc nó đứng tới sáng quá. Dạ. Thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn. Em cũng đồng ý. Detox không khí từ trong ra ngoài. Chúng ta đã trao đổi cùng nghe góp ý của người thân. Đã đến lúc chúng ta tự quyết định cuộc đời của mình bằng một nút bấm. Nếu chúng ta cảm giác trái tim mình rung động thật sự, mình hãy bấm nút. Và khi bấm nút, chúng ta phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Còn nếu không, chúng ta để nút bấm cho người khác nha. Thật ra các bạn phải sống thật với suy nghĩ của mình nha. Rồi, 1, 2, 3. Hết thời gian. Em không bấm. Em hãy nói một chút lý do. Em rất là xinh đẹp nhưng mà cảm giác không phải là yêu cho nên là không có bấm. Em bấm là tại vì em muốn là mình cứ nói chuyện là bạn cũng được. Ban đầu là bạn để tìm hiểu, để biết nhau nhiều hơn. Sau đoạn cuối cùng em vẫn nói là hãy cho nhau cơ hội, cô gái đồng ý. Dạ, tại vì khi mà về tới cái vị trí, cái ghế thì cũng lại có cảm giác khác. Giá như đừng nói là chúng ta hãy cho nhau cơ hội. Dạ. Thì anh nghĩ rằng cô gái cũng sẽ không bấm nút đâu. Dạ. Thôi, một thay đổi rất nhanh. Thôi, đó là cảm xúc của mọi người. Rồi, chúc các bạn sớm hạnh phúc. Chương trình gửi tặng đến bạn nữ phần quà từ nhãn hàng Thép Vina Kioe, thép xây dựng Nhật Bản, tinh thần thép. Gửi tặng đến bạn nữ bộ 3 sản phẩm kem nền đến từ thương hiệu Vanessa Care. Vanessa Care là thương hiệu mỹ phẩm trang điểm Hàn Quốc, được chiết xuất từ hồng sâm, mang đến cho bạn một lớp nền hoàn hảo với những trải nghiệm ưu việt. Toshiba gửi tặng mỗi bạn một bếp từ IC20F2, mặt kính hơi gần đất, cao cấp, có khả năng chịu lực 150kg và chịu nhiệt đến 600 độ, điều khiển cảm ứng trực tiếp, mâm nhiệt kép, tăng hiệu quả làm nóng lên gấp đôi. Chương trình gửi tặng đến hai bạn phần quà của hệ thống Diamond Fitness Center, voucher tập luyện gói 2 năm trị giá 9 triệu đồng. Diamond Fitness Center chăm sóc sức khỏe và vẻ đẹp toàn diện của bạn. Với hệ thống Fitness 5 sao sẽ mang đến các dịch vụ về gym, yoga, dance, boxing đẳng cấp nhất. Rồi, cảm ơn hai bạn. Như vậy là chúng ta đã kết thúc hai cặp đôi. Một chút tiếc nuối, một chút hạnh phúc. Cảm ơn nhãn hàng Toshiba Việt Nam. Toshiba Việt Nam đỉnh cao chất lượng Nhật Bản đã tài trợ thực hiện chương trình. Mời các bạn xem Bạn Muốn Hẹn Hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ để xem Bạn Muốn Hẹn Hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Quý vị khán giả có thể xem lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và cổng thông tin Love TV. Cảm ơn quý vị và các bạn qua theo dõi. Chương trình được phát sóng vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:30 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Còn bây giờ thì Hồng Vân và Quyền Linh xin chào tạm biệt. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau vào Bạn Muốn Hẹn Hò tuần sau. Sau buổi ghi hình thì em cảm thấy là rất là vui và cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho tụi em đã
cơ hội được gặp nhau và hy vọng là tụi em sẽ tiến xa hơn trong tương lai. Thì người ta nói là nhân vô thập toàn nên không ai có thể là hoàn thiện được. Thì từ từ là mình sẽ cố gắng trau dồi và hỗ trợ và chia sẻ lẫn nhau. Khi mở rào ra thì thấy bạn nữ ngoại hình dễ thương ạ, giọng nói cũng nghe cũng trong trẻo nữa, thân thiện, tính cách cũng rất là vui vẻ. Buổi hẹn hò đầu tiên là mình sẽ gặp nhau rồi đi ăn uống hoặc là xem phim nữa. Em cảm ơn chương trình đã tạo điều kiện cho em và anh Khánh có thể gặp nhau ngày hôm nay. Đây là một chương trình rất hay và thực tế. Dạ, anh Khánh thì ánh mắt ban đầu em thấy là anh hiền, vui vẻ, cũng giống như là cái mong muốn của em, quan trọng là mình cần có thời gian để mình tìm hiểu, để mình rõ về nhau hơn. Dạ, và em cũng thích người đàn ông mà hiền á. Dạ, với lại trong cái quá trình anh cũng có chia sẻ là anh biết nấu ăn. Em cũng thích bạn nam biết nấu ăn. Dạ, tại em nấu ăn thật sự là nếu mà học nấu thì cũng biết, nhưng mà ở nhà có mẹ nấu nên thành ra là cũng lười nấu. Đúng rồi, cái thời buổi giờ mà đàn ông cũng phải vô bếp à, cái đó là chuyện bình thường. Ví dụ như con biết thì có thể là chồng chỉ cho vợ hay vợ học hỏi thêm như vậy đó. À, thời buổi hiện đại mà phụ nữ không biết nấu ăn là chuyện bình thường, tại vì con gái cô cũng nó cũng không biết nấu ăn. Đứa con gái út á, cô hay la nó là sao lại không biết có chồng sao không biết. Không biết nấu một cái gì hết trơn á. Thôi rứa rồi vợ chồng nó rồi dạy bảo với nhau con. Có tiền ra quán ăn, không có tiền thì tự nấu. Không có suy nghĩ cô lại khác. Tuổi trẻ giờ nó thích ở đâu nó ở. Tại vì cái địa đấy, cái khoảng cách mà đi làm với lại ở nhà cô cũng quá xa. Cho nên tự tụi nó dàn xếp với nhau. Thì mới đầu nghe cũng mắc cười, chị gái nó cũng mắc cười. Nhưng mà sao cô nói là duyên số. Thôi kệ, để cho hai tụi nó gặp nhau thử sao, rồi tụi nó tìm hiểu. Quan trọng nhất là tụi nó thương nhau là được. Phải nghiêm túc tiến tới gia đình chứ không có chơi, không có đùa giỡn với bạn đó luôn. Ba mẹ lớn tuổi rồi, thích có cho nội lắm. Khi mà cháu về nó nói á, thì chú rất là vui để đồng hành cùng với cháu xuống đây để gặp hẹn hò như thế nào đó. Nhưng mà tùy hai đứa nó lựa chọn, chứ cha mẹ đâu quyết định được. Thì cha mẹ đâu sống đời để mà lo cho tụi nó được. Nói chung con của chú thì không có gì để mà nói rằng đi làm xong về nhà ở nhà chứ không có đi chơi. Từ mười mấy năm nay rồi nó rõ ràng mà chưa có mảnh tình dắt dai nữa. Bạn này thì ở nhà nó ngoan lắm, ở hàng xóm ai cũng khen mà. Nhưng mà cái tính cũng hơi khó đó nghe, chứ không phải dễ nghe, khó chịu đó. Thì hơi khó chịu đó, lâu lâu cũng hơi khó chịu vậy đó. Cái gì đúng là làm sai ấy là khó chịu đó. Nhưng mà rất là kỹ lưỡng đàng hoàng lắm. Cái gì ra cái đó. Chứ không có làng xèn đâu. Đúng rồi đó, ngăn nắp rõ ràng lắm, phòng ốc nó gọn gàng sạch sẽ lắm. Cảm xúc hiện tại thì em hơi run chị ạ. Dạ, lần đầu tiên đến chương trình thì em sợ lắm, giờ em thở hết ra hơi rồi. Hy vọng là tới chương trình này là sẽ đi một mà về được hai. Em rất là vui khi mà được tham gia chương trình. Em rất là cảm ơn ban biên tập chương trình cũng như là tất cả mọi người đã dành tạo cơ hội với điều kiện cho em được có mặt ngày hôm nay. Cũng hơi hồi hộp nhưng mà em sẽ cố gắng là tự tin nhất có thể. Tốt thì theo như là cái profile mà em đã ghi á thì tốt. Nhưng mà tới lên thì em sẽ tự xem cảm nhận thôi thì. Quan trọng là tính tình thì đó, ok xíu là được. Thì hôm nay đến chương trình này anh cũng mong là em có thể là cho chúng ta một cơ hội để có thể sau này tiến xa hơn. Em cũng đồng ý. 1 2 3. Hết thời gian. Em không bấm.
cảm xúc hiện tại của em là nó hơi bối rối và cũng cảm thấy là hơi cảm thấy có lỗi với lại cái chương trình bên nhà gái, tại vì lúc đầu thì em thật sự là muốn bấm nút để hẹn hò, nhưng mà khi mà về, khi mà lúc mà về đến cái ghế ngồi đặt tay lên nút bấm thì cảm xúc lúc đó của em thì nó không phải là không giống như cái mẫu người mà em thích, không có cảm giác, không có rung động á chị, cho nên là em quyết định là không bấm, nhường cái nút bấm lại cho người khác. Dạ, em cũng không có phải buồn gì hết, tại vì em cũng rất là vui, nói chung là ban tổ chức đã tạo điều kiện cho em hết lòng rồi nên em cũng không có buồn gì hết. Em cũng rất là mong là sẽ gặp được ai đó phù hợp với mình hơn, không sao hết. Cái lý do thật sự thì nó không phải là cái mẫu, cái khuôn mặt nó không phải là cái người màu, cái người lý tưởng mà em thích, nên là em không bấm. Cho em lại cơ hội thì em cũng vẫn không bấm, nên vì đó là không phải là cái mẫu người em thích. Chắc là em nghĩ là bạn đó cũng hơi nhát xíu so với em, thì em hơi nói nhiều xíu, nên với lại là bạn nghĩ là em có yêu cầu hơi cao, nên em thì đúng là em nói ra thì có thể là nghe hơi cao thật á. Nhưng mà nếu mà bạn đó cũng có ý chí thật sự là muốn là có tương lai cho cả hai, có định hướng cho cả hai, thì em cũng vẫn hy vọng. Cái điểm cộng ở bạn nữ thì em chỉ cảm thấy là chiều cao thôi. Dạ, chiều cao có thể là cân đối với em. Dạ, tính cách thì em cũng cảm thấy là cũng không hợp với em. Cơ bản thì chỉ được 20-30% thôi, cho nên em không chọn. Em cũng có xem chương trình, cũng có xem nhiều số của chương trình, trong đó có một cái bạn của em cũng rất là tâm đắc. Có đó bạn đó là tên là Lê Thị Huyền, hình như là số 680-82 thì vậy. Cái bạn đó có thể là đó là cái hình mẫu của em. Em tên là Lê Thị Huyền, 24 tuổi. Em đến từ Nghệ An. Hiện tại thì em đang là chuyên viên hoạch định tài chính của một công ty tài chính Canada. Thì ngoại hình của bạn đó thì cũng ổn, nói chung là cao hơn em là được rồi. Bạn đó cũng thật thà, nhìn cảm thấy là thật thà, cũng chân thành, cũng rất là hiền. Dạ, thì bạn đó chỉ có giống như là hơi tự ti về mình chút xíu thôi. Quan trọng là người đó có định hướng cho tương lai sau này, và tính cách thì cũng vui vẻ, hòa đồng, chín chắn. Dạ là được. Duyên của mỗi người nên mình cũng không có nói trước được. Đó, lý do ế của em hả? Lý do ế của em thì vậy đó. Cái mà cái nào không thích thì em cho qua luôn, nét luôn, không có phải lưu luyến gì nữa. Dạ. Trước đây thì bạn bè nhận xét em khó tính thôi, nhưng mà em đến đây thì em không biết em khó tính thật. Nếu mà bạn xem được cái lời nói này của mình thì cũng mong là bạn cứ hãy tự tin, hãy thể hiện hết cái năng lực, nỗ lực của mình đối với người con gái đó, thì dù sao họ cũng sẽ nhìn thấy được là bạn hết lòng, chân thành, thì người đó cũng sẽ đồng ý thôi. Em cũng không biết nói gì hơn, em chỉ biết là chúc cho bạn nữ sớm tìm được một nửa hạnh phúc của mình.